Đây là kem bơ. Đây kem bơ. Đóng bằng cái dây này dễ hơn là đóng bằng là mình. Anh thay lõi lọc chưa? Chưa rồi. Trời ơi, tối hỏng. Cái này không phải là do em làm ấy mà là tối này nó hỏng. Nói chung là mua phải tô đô cứ đẹp rồi.
cứ dựng nó lên nhưng mình không bao giờ sợ nó tụt.
10,000 nhá. Đây thành quả của mình này. Đơn giản tại nhà.